Dạ kính chào quý khán giả, chào buổi sáng tất cả quý khán giả, bà con cô bác thân thương. Cái tuần lễ này phải nói là cái tuần lễ sung sướng, tại vì không phải đi đâu nhiều hết. Sáng ra tận hưởng không khí sáng sớm ở Coleman Kitchen đã lắm nha bà con. Cái này mình nói thiệt á, chứ không phải mình quảng cáo đâu nha, nhưng mà thật ra mình cũng có ẩn trong đó một chút xíu quảng cáo nha. Dạ thưa quý bà con cô bác, hôm nay đây là cái món món mới ở tại Coleman Kitchen. Chưa dám miếng chanh, phải nếm thử cho bà con xem nha. Ghiền ăn miếng lương tới cái mức mà giờ phải nóng miếng lương luôn. Thật ra cái món này là mình có đứa em trai, cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là ngày xưa là đã từng làm cái quán miếng lương ở đường thủ đường Nguyễn Trung Trực, đối diện với lại thư viện quốc gia. Là mình đã cho học nghề, cho đứa em mình ra học nghề với làm cái một cái anh đó, hai anh chị đó bán miếng lương ở đó rất là lâu rồi. Chắc quý vị các bạn ngày xưa biết miếng lương với là bún cá Nguyễn Trung Trực, quán tên là Chiều Hà Nội. Thì mình tới đó ăn, mình ghiền cái miếng lương của chỗ đó, mình ăn riết. Cái một hôm hai anh chị mới nói với mình là: ủa Bửu Điền ơi, Bửu Điền có bộ thích cái này lắm hả, có muốn không anh chị truyền nghề lại, tại anh chị cũng lớn tuổi rồi, anh chị cũng muốn nghỉ ngơi làm. Nó sớm vậy. Anh chị cũng muốn nghỉ ngơi, đang quảng cáo sản phẩm mới đó. Cái này phải ăn với tương ớt bắc nha bà con. Đây rồi, ok. Hấp dẫn vậy. Tương ớt miếng lương, đã có miếng lương mà bây giờ chưa quay, chưa giới thiệu. Cái vị nó đã vừa rồi, nhưng mà mình thêm chút xíu chanh vô đó. Hấp dẫn ha. Ăn thử đi. Miếng lương và bữa có bún cá nữa. Giòn đó mà hả? Mà bỏ theo miếng lương giòn. Giòn nè. Một tô miếng lương giòn. Giòn. Đó, một tô miếng lương giòn luôn nha. Ít miếng rồi con. Ít miếng. Dạ mấy anh em, một người U60, người U70 rồi, thành ra là cũng không có dám ăn tinh bột nhiều. Nên lúc nào cũng ít. Và trở lại tiếp câu chuyện hồi nãy, tức là mình nói thì bà con tưởng mình nói dốc. Ngày xưa đã từng mở cái quán miếng lương ở Nguyễn Trung Trực, thừa hưởng lại từ hai anh chị chủ quán. Mình ăn riết mà anh chị thấy thương quá, anh chị mới nói bộ nếu mà Bửu Điền muốn được anh chị truyền nghề lại sang luôn, giao luôn cho mình cái quán ở Nguyễn Trung Trực luôn, bán luôn. Thì thằng em trai kế của mình nó chú ba là ra học nghề. Chính như vậy cho nên là rồi sau này khi mà một thời gian thì giao cho chú ba với lại mấy đứa nhỏ làm nữa, rồi lỗ thật máu luôn. Khách thì rất đông nhưng mà không biết giao càng ngày càng lỗ, giận quá giận luôn. Rồi cho nên lúc mở này ra thì chú ba hay đi ra đi vô mới hỏi: ủa anh không làm miếng lương, hỏi miếng lương thì ai nấu, để em ra em chỉ cho bếp nấu. Thì chỉ ra chỉ cho bếp nấu được. Rồi thế là bây giờ ra có công thức thì chỉ cho nhà bếp, rồi nhà bếp làm rất còn ngon hơn ổng làm nữa. Tại ông chú ba nhà mình nó cũng giống mình á, tối hay nhậu. Nhà mình như có cái gen nhậu gì đó. Tối là phải ra có không, bữa nào ổng là ổng quá hớp, cái sáng ông dậy không nổi. Tại vì làm cái miếng lương này cực lắm, sáng ra là phải làm lương. Rồi làm cá nữa, phải giã cá nữa. Nó cực lắm, cho nên sáng 4-5 giờ sáng dậy đâu có nổi. Thành ra đó là cũng là một trong những cái lý do mà làm cho quán của Coleman hồi xưa cái quán lương mà miếng lương Chiều Hà Nội nó lên đường là vì cái lý do đó. Nhưng mà chú ba nấu ăn ngon lắm, có hiếu. Dạ có cái món này, lý do mình làm món này với lại sắp tới là bún cá, là vì những cái bún cá mình sẽ rất khác với cái bún cá bánh đa cua Hải Phòng nha. Nhưng mà cái vị thì mình chắc chắn là ở đây, khu vực ở đây bà con có bán là khách người Bắc, miền Bắc nhiều. Nên chắc chắn đây là một trong những cái lựa chọn mà bữa giờ thấy các bạn nó không có quảng bá lắm. Có miếng lương mềm nữa, nhưng mà mình thích ăn miếng lương giòn. Cho chú thêm chén lương giòn. Này ăn ít thôi để lát đi quay bữa ngon với đời nữa. Nó khổ vậy á.
Trong tất cả các chương trình quay, tôi sợ nhất là quay cái bữa ngon nhớ đời, ta ăn dữ quá. Mà tính mà mình thì mình cũng có chia sẻ với các bạn mà sợ ăn, ăn mà nhiều quá. Thời gian gần đây mình ít đi review là vậy, cũng là vì lý do đó luôn. Ăn đi, ăn quá. Cái liên lương chiên giòn mình chiên kỹ nó rất là thơm đó. À, chiên bằng cái dầu mới thì nó rất là thơm nè. Còn lương mềm thì nó lại có một cái vị khác, tùy quý vị các bạn lựa chọn thôi. Dạ, nhưng mà hôm nay chương trình hôm nay là không phải để giới thiệu cái món này không, mà chương trình là cái video này sẽ được dành đặc biệt để giới thiệu một sản phẩm mới của Goverman. Đây, để tặng anh nè. Gì đấy? Lý do là vì cái món, cái sản phẩm này là một trong hai sản phẩm mà sắp sửa Goverman ra mắt. Và là làm là để tặng cho riêng cho ông anh. Đó, riêng cái này thì làm để tặng cho bà ngoại, mà chưa đưa bà ngoại. Chưa đưa bà ngoại mà tặng cho anh trước à? Đúng rồi, tại anh... Tức là test món đúng không? Anh làm chuột bạch trước. Test món trước. Thui ra được nha. Đó, giờ ra tới. Thui ra luôn nha, thôi thử luôn nha. Thôi đi. Để uống thử cái này trước khi uống cà phê coi. Con cho chú hai cái tách trà nóng nặng đội. Ờ đúng rồi, hai tách không rồi cho chú nước sôi. Ừ, đổ nước. Không biết vậy à. Con cho hai cái tách ấy rồi để chú dừng. Cái này là ăn liền. Trà gừng thui sạch. Chú ngồi đi xé đó. Đó nó cái này cái trà gừng Goverman. Trời ơi. Đây rồi nha. Chắc xưa giờ không ai tặng cái đồ giá trị vậy đó. Quýu quýu. Đó, con đó là có 20 túi, mỗi túi 18 gram. Giống y như các cái sản phẩm mà hòa tan khác. Đây là trà gừng hòa tan nha. Cho chú một cái ấm nước sôi. 18 gram. Rồi. Mỗi lần uống sao? Y như uống cà phê vậy thôi. Còn hòa một gói với 150ml nước nóng. Khuấy đều và thưởng thức, đơn giản vậy thôi. Gia giảm lượng nước tùy theo khẩu vị. Tức là anh, cái này nó có đường nhưng mà không phải đường từ hoa mật ong. Không phải mật hoa dừa, xin lỗi, mật hoa dừa. Không bị khui luôn. Yeah. Nó có ai không? Đó, mọi người thấy bao bì đẹp không? Kê không? Cái trà giá nhiều mà không biết luôn á. Cái này chắc phải lấy dao cắt, à lấy cái kẹo cắt. Nè. Xé nè. Xé nè, xé nè. Xé ngang nè. Có xôi không con? Có xôi. Đây đây đây. Cầm. Chim da. Ê, bỏ sắp xuống. Sắp xuống nó bay kìa. Ồ, nó bay cắt rồi. Ồ, wow. Nó nhuyễn quá mà. Ủa, nhiều quá hả? 18 gram nó vậy đó. Trời. Nó bày ta làm bình. Cho chú ăn con ư. Đề cao quá đó. Trời đó, vậy cho nó thấy nó mới vui. Đó. Có phần là cái muỗng đầy luôn cho anh vậy. Có muỗng nhỏ không con để uống cà phê đâu. Trời, mùi bốc lên thơm ghê chưa. Đi nào, từ từ cùng nó đó đầy lắm sao nè. Này chạy lên lại đẩy cho chứ hàng tiếp. Ừ, thơm nước nha. Thơm. Này đi, thơm. Ủa cái này mà không có cái khăn không, không khăn ướt ở lòng chứ. Cái này mà mùa mưa mà đi mưa về mà cái gì mà làm ly này thì thôi rồi. Nói chung mỗi lần ra những cái sản phẩm mà nói thật là mỗi lần ra một sản phẩm là hạnh phúc vô cùng luôn bà con cô bác ơi.
sáng mình chụp tấm mình post lên rồi và lập tức có một số 10 comment đầu tiên mình tặng mỗi người một hộp rồi. Cà rừng Coleman giá nhiêu không biết. Để lát hỏi chưa. Chưa biết giá. Rồi anh xem review đi. Trong lúc anh xem review mình sẽ hỏi giá. Nè, hay. Con qua con mời hai cô chú kia. Ờ để đó cho chú Sơn. Kiếm hai cái tách trà nóng luôn, mời hai cô chú đó uống thử. Tô. Nó thử đi thử. Sao? Thưa bà con cô bác là mình làm hai sản phẩm mới. Mà hai sản phẩm này khi mà làm là lập tức là nghĩ đến cái sản phẩm trà gừng này là nghĩ đến bà ngoại. Tại bà ngoại là rất là thích uống trà gừng ấm bụng, nó tiêu mỡ nữa. Bà ngoại nghĩ vậy. Và thứ hai nữa là mình thấy cái này là đúng là mấy người là lớn tuổi nên uống nhiều nữa. Nên uống này nó giúp cho đỡ cái tiêu hóa tốt nè, đỡ bị hơi, đỡ bị mình hay xình miếng bằng hay bị ăn uống mà khó tiêu, xịt bụng rồi đó. Uống cái này bảo đảm uống đều đặn cho đỡ lắm. Nó giúp cho tỉnh táo nữa. Gừng thì nó làm cho cái cơ thể mình nó ấm đó. Cho nên là mình làm này mình nghĩ tới bà nội với anh Sơn. Còn một sản phẩm nữa, sau cái trà gừng này còn một sản phẩm nữa cũng sắp ra mắt rồi. Nó là cà phê gốc cây. Vì sao nó có tên là cà phê gốc cây thì vài bữa con mình sẽ thích cho bà thầy của anh. Ngọt lắm không? Nó ngọt không? Hơi ngọt. Hơi ngọt hả? Không. Nó bình thường, nói chung là anh tại anh kiêng đường á, cho nên là với mình thì mình ngọt. Cảm thấy nó cũng đúng, hơi ngọt. Còn cái này thì là bình thường là uống là ngon. Đường uống sao rất ngon. Mà cái này một số bạn hay uống đá nữa. Nhiều bạn thích uống đá nữa thì cái này là vừa đúng không? Với lại thật ra cái này nè, mình lượng nước nữa. Cái tách này là hơi nhỏ, nếu mình pha một đúng. Cái ly một cái cốc đó. Mà cái này có thể là uống sao rất ngon. Chắc là hơi nhiều. Thì pha ly lớn cho ly này là đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn cái này là nhưng mà anh thấy cái vị nó cay mà ấy luôn đó nha. Uống tới đâu cay. Là biết tới đó. Không thua kém gì cái trà gừng của Malai. Vì các bạn vẫn còn nhớ là trước là Solomon mua cái trà gừng của Malai về bán đó. Thì lúc đó thì bà con mình mua 200 mấy chục ngàn một hộp. Còn cái này là như 100 mấy em quên rồi đó. Để báo cho bà con biết luôn rồi, không bà con hỏi mà mua rồi sẽ giá làm sao. Cay mà nó còn dậy ở lưỡi nha. Tại gừng bao nhiêu một hộp đây. Nó nồng, nó ấm mà cổ luôn. Uống nó thấy nó uống từ đầu xuống thấy tới đó đó. Giống kiểu uống rượu á. Ấm bụng lắm, ấm bụng lắm. Cho nên cái này mà mấy người mà bị giống như kiểu là bụng yếu á, mà uống vào là coi như cái này là nó làm cho ấy luôn. Đây chuyên gia bụng yếu. Những người xấu bụng. Bụng yếu mà uống cái này vô là coi như là nó làm cho ấm. Như em bữa em nhớ là giá thì 100 mấy, 130 mấy. Chưa rồi luôn hả? Chưa trả lời luôn hả? Chắc chưa dậy. Đó, 8 giờ mà ấy rồi, 8 giờ tiểu rồi. Thôi, hay đó dòng. Cảm ơn nha, cảm ơn hai bạn nha. Thấm. Cái này trời lạnh nè, hoặc lạnh bụng nè. Cái gừng, thật ra cái gừng, công dụng của gừng rất là tốt. Trong đông y với lại y học cổ truyền thì cái lợi ích của gừng nó phải nói là rất là lớn, nhưng mà thậm chí là tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được hết tất cả công dụng rất tốt của gừng. Nhưng mà người ta thường uống gừng với mật ong. Riêng mình nè, mình nhớ hồi nhỏ mấy lần đau bụng á hay là mình bị khó tiêu là mẹ mình lúc nào cũng pha cho mình ly trà gừng, trà gừng băm nhuyễn. Lý do mà Solomon nghĩ ra làm cái này là vì sao? Chúng ta sẽ thường ở bây giờ cái công sở mình á, mình sẽ rất là lười, mình ăn uống mà các bạn ra kêu giờ pha một ly nước trà, pha ly trà xong rồi bỏ gừng, rồi sắc gừng, nước sôi, mình sẽ rất là lười. Cho nên bây giờ có cái này thì thật ra tất cả mọi cái thứ nó chiết xuất từ tự nhiên nè,
thành phần, ngay cả hoa dừa mật ong cũng là hoa dừa mật ong hữu cơ. Yeah, hoa dừa mật ong hữu cơ chứ nó không phải, nó không phải là đường hoa, là đường hóa học. Yeah. Trà gừng đó. Ồ, mới sản xuất. Chiết xuất từ gừng tươi. Mùng 3 tháng 4. Vừa mới sản xuất. Mấy cách đây mấy hôm? Dạ, mới về kho. À, mùng 3 tháng 4. Ngày sản xuất mùng 3 tháng 4. Đó, bà con thấy mình rất là buồn cười. Lạ mà không biết giá. Như mình theo mình nhớ là 130 mấy ngàn á. Còn cái cà phê gốc cây sắp tới nó còn ấy nữa. Cà phê gốc cây còn thì còn đặc biệt nữa, đây ta cà phê gốc cây là dành cho người kiêng đường luôn. Sắp tới sẽ làm luôn trà gừng gốc cây nếu anh Sơn thích. Đó. Mà lý do vì sao nó có tên là gốc cây. Cũng là ấm bụng nhớ là giả mang. Và đây thành phần gồm có đường nè, maltodextrin nè, bột chiết xuất gừng tươi, đường mật hoa dừa hữu cơ. Dạ. Rồi ngày sản xuất 3 tháng 4 năm 2021. Dạ. Hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất nha bà con, bà yên tâm. Tới 3 tháng, tới đầu tháng 4 sang năm vẫn còn hiệu lực. Vị ngọt từ đường mật hoa dừa xứ hữu cơ. Đường mật hoa dừa hữu cơ. Đây giờ mình sờ cho mình xem, mình đọc ít thông tin coi là lợi ích của mà gừng, gừng nó có lợi ích gì, gừng có tác dụng gì. Đó. À đây nha, gừng là có tác dụng ngăn ngừa ung thư luôn. Wow. Bạn đã biết hết các tác dụng chữa bệnh của gừng chưa? Trang thầy thuốc việtnam.vn. Đó. Là một số chứng bệnh mà người ta thường dùng gừng đó là trị cảm mạo phong hàn, sốt cao nè, đau đầu, rét, tắc, nghẹt mũi, trị trúng phong cấm khẩu, trị đau bụng do lạnh, bụng đầy trướng không tiêu, trị ho đờm nhiều, viêm phế quản, trị phù thủng, tiểu tiện bí, dắt. Quá trời bệnh luôn. Quá trời công dụng. Mà mình thấy cái nào công đây cũng có mình hết. Mình cũng hay cảm mạo phong hàn hay sổ mũi nè. Trúng phong cấm khẩu thì mình chưa bị. Còn đau bụng do lạnh, bụng đầy trướng không tiêu là chuyên gia luôn. Hiện tại đang bị luôn, vẫn đang mấy bữa nay là uống hơi nhiều là đang bị tào tháo rượt. Trong nó đưa đi uống luôn. Viêm phế quản thì ngày xưa mình có, với lại mình nói nhiều á, cái này nó cũng tốt cho những người mà đúng nóng cổ, ấm thanh quản á. Nó làm cho ấm cái cổ không? Rồi, trị phù thủng, tiểu tiện bí đắc. Bí dắt là những anh mà thận thiết rồi đó, có vấn đề về thận tiết niệu rồi thì nên cũng nên uống. Là gừng có khả năng ức chế hoạt tính của histamine và acetylcholine, dẫn đến giảm sự co thắt cơ trơn, dẫn đến giảm sự co thắt cơ trơn ruột cô lập. Điều đó cho phép ta giải thích tính chất giảm đau vị tràng của gừng. Hay quá. Quá trời. Gừng còn là một nguyên liệu quan trọng dùng trong cứu gián tiếp và là phụ liệu trong chế biến nhiều vị thuốc y học cổ truyền. Dạ. Dạ của cái bài viết đó là của giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Sinh trên cái trang thầy thuốc việtnam.vn. Quý vị các bạn có thể tham khảo nha. Đó, bây giờ mình chế vô đó, sau khi uống nửa ly mình chế vô thử. Để xem nó như thế nào. Đúng là nó hơi ngọt chút xíu, nhưng mà với những người, có rất nhiều người thích uống ngọt. Chẳng qua là mình tới cái tuổi này rồi, năm mấy 60 thì mình cũng giảm ngọt, nhưng mà dễ lắm bà con. Nước sôi nhiều vào, lượng nước nhiều vào. Ồ, chế luôn được thêm một ít nước nữa nó vừa lắm nè. Đó đã. Dạ rồi, đầu ngày xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả và xin rất là vui được giới thiệu được một sản phẩm mới mà nó tốt cho sức khỏe và nó rất là tiện dụng cho đời sống của chúng ta.
Con Lâm anh đang hướng đến làm những cái sản phẩm thực ra là thực phẩm tiện lợi, làm sao tiện nhất để quý vị các bạn có thể ứng dụng, có thể sử dụng trong đời sống, trong công việc. Cái này mà các anh chị em ở văn phòng xài rất là tiện luôn. Buổi sáng mà đang mơ còn mơ màng màng, các bạn không uống được cà phê được cái này. Và sắp tới mình sẽ ra trà gừng gốc cây, hoặc là riêng những kế tế tiếp là món cà phê gốc cây, chắc chắn là tất cả quý bà con cô bác nào mà cái tuổi lúng lúng giống như mình á, U50, U60, U70 rất là cần dùng. Những người mà kiêng đường nha, thì cà phê gốc cây là một sản phẩm hướng đến tất cả quý vị các bạn. Và vì sao nó có tên là cà phê gốc cây, anh Sơn là người sẽ giải thích sau đó. Lúc nào ra cà phê đã rồi mới giải thích. Sắp rồi, sắp rồi, ok ha. Ok, rồi cảm ơn. Rồi, mấy người. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Xin chào tạm biệt. Trà gừng giá có bao nhiêu một hộp thì nãy giờ cũng chưa có ai trả lời mình hết. Dạ, để mình coi thử. Dạ, chưa ai trả lời hết. Có gì Coleman sẽ cập nhật đến quý vị các bạn sau nha. Hình như 130 mấy ngàn á, để mình nhớ như 135 ngàn như vậy đó. Đây vậy là trên 100. Ồ, bà kia bà mới tới. Ồ, sếp tôi bà ta sếp mới tới, sếp mới tới. Oh, yeah. Sếp giờ mới tới. Dạ rồi, chào sếp. Sếp tới rồi. Trà gừng sản phẩm mới. Ô, đẹp vậy. Ngon lắm nha. Thử đi. Ồ, em thích trà gừng. Thích trà gừng không? Rồi, lát làm ly uống thử. Cái bụng nó cũng thấy không được ổn định lắm. Thì cũng nên uống cái này luôn á. Em có ráng ra ăn ráng uống cà phê mà giờ này mới ra. Kẹt xe mọi người ơi, đường Hình Tấn Phát rất đông. Mọi người đừng đi đường phố nữa. 8 giờ, hẹn 7 giờ, giờ 8 giờ. Đúng giờ ra luôn.